Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 phút hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin 18 giờ 30 phút được phát trực tuyến trên các nền tảng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức HI24/7. Sau đây là nội dung chi tiết. Hưng Yên nâng cao các chỉ số cải cách hành chính. Vi phạm xây công trình trên đất nông nghiệp tại phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào. 17 năm tù vì bán cồn pha chế rượu gây tử vong 3 người. Bình Phước an táng hơn 40 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia. Đà Nẵng điều chuyển 4 cảnh sát giao thông vì liên quan phản ánh tiêu cực. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hưng Yên. Central Retail là tập đoàn bán lẻ và bất động sản được thành lập tại Việt Nam từ năm 2011. Hoạt động kinh doanh chủ yếu gồm dịch vụ bán lẻ trên nhiều lĩnh vực như siêu thị, đồ điện tử, đồ dùng thể thao, thời trang, phát triển trung tâm mua sắm, khách sạn, thương mại điện tử. Tập đoàn sở hữu gần 270 cửa hàng và trung tâm thương mại trên cả nước với các thương hiệu như Pixi, Go. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa mong muốn tập đoàn Central Retail đầu tư vào Hưng Yên, đồng thời khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư và địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa triển khai công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng cuối năm 2022. Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính PAP Index của Hưng Yên tăng 10 bậc so với năm 2020, xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số CPAP xếp thứ 3 trên 63, tăng 2 bậc so với năm 2020. Chỉ số PAPI đứng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng tới 39 bậc so với năm 2020. Chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng tới 14 bậc. Đây là kết quả quá trình cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua với những chỉ đạo quyết liệt trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo số liệu của Bộ Tài chính, Hưng Yên là một trong 10 địa phương có số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm cao nhất cả nước, đạt trên 26.000 tỷ đồng, đứng thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, thu nội địa trên địa bàn đạt gần 24.000 tỷ đồng, đạt 150% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2021, vượt chỉ tiêu được giao cho cả năm. Nguyên nhân chủ yếu là từ số thu tăng thêm từ thu tiền sử dụng đất đạt trên 18.000 tỷ đồng. Để đạt được những kết quả trên, có sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời hiệu quả của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ngày 27 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hơn 40 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại chiến trường Campuchia. Trong số này có 43 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia, một hài cốt liệt sĩ ở huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước. Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, bổn phận và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước là sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập để sớm đưa các anh trở về với đất mẹ. Công ty cổ phần Tiên Hưng có trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ và công ty cổ phần Bảo Hưng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã trích quỹ phúc lợi hơn 500 triệu đồng, tặng hơn 400 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại huyện Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động, Phù Cư và thành phố Hưng Yên. Mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, tặng hơn 100 suất quà cho công nhân viên đang làm việc tại công ty có bố mẹ hoặc vợ chồng là thương binh liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng. Phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào có 24 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Đến nay địa phương này đã có 12 hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, chủ yếu là nhà xưởng, chuồng trại. Một nửa trong số đó đã tháo dỡ triệt để, còn lại các hộ mới chỉ tháo dỡ một phần, trong đó có một số hộ có quy mô nhà xưởng lớn lên tới hàng trăm mét vuông. Được biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng bị đình chỉ công tác hơn một tháng nay để tập trung giải tỏa các vi phạm, nhưng hiện nay địa phương này vẫn còn khá nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp chưa được xử lý. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vừa kiểm tra và phát hiện tình trạng khai thác quặng thiếc trái phép lại tái diễn ở khu vực tiểu khu 144A, xã Đạ Sa.
Tổ công tác của huyện Lạc Dương đã phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi khai thác thiếc trái phép. Bước đầu các đối tượng khai nhận là người làm thuê đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình. Lực lượng chức năng đã xử lý tại chỗ nhiều tang vật liên quan như máy bơm nước, máy khoan cùng một số vật dụng đào đãi thiếc và 2 chiếc xe máy. Cách đó không xa, tổ công tác cũng phát hiện một điểm đang khai thác thiếc nhưng không xác định đối tượng tại hiện trường. Ngoài 2 giếng thiếc phát hiện sớm xung quanh khu vực này, có hàng chục hầm giếng cũ đã bị các đối tượng khai thác bỏ lại. Ngày 26 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa điều chuyển 4 cán bộ trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn về công tác tại phòng. Các cán bộ này sẽ được nhận việc khác như lái xe, trực ban, văn thư. Các cán bộ trên bị điều chuyển do trước đó một người dân đi xe khách đã quay clip được cho là có dấu hiệu sai phạm của tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn. Người này liên hệ với số điện thoại tiếp nhận thông tin của Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn phản ánh cung cấp hình ảnh clip cho phòng cảnh sát giao thông. Đến trưa ngày 19 tháng 7, Trung tá Phạm Quyền, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn gọi điện cho hành khách này nhờ gỡ clip trên mạng xã hội và xin số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, hành khách trên đã không cung cấp số tài khoản mà chuyển đoạn clip ghi âm cuộc gọi cho báo chí và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng. Số ca nhiễm cúm A tại khu vực phía Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội, đang có xu hướng gia tăng ở cả người lớn và trẻ em. Tính đến giữa tháng 7, thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm cúm. Đáng chú ý, bệnh thường xảy ra vào mùa đông xuân, chứ không phải giữa lúc trời nắng nóng như thế này. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 1/3 số bệnh nhân đến khám hàng ngày là do nhiễm cúm A. Hầu hết bệnh nhân có triệu chứng nhẹ điều trị ngoại trú, riêng người có bệnh nền phụ nữ mang thai được chỉ định nhập viện. Biến chứng hay gặp nhất là sốt cao không hạ, co giật, biến chứng thần kinh, viêm não do cúm, nhiều nhất là viêm phổi. Để chủ động kiểm soát và phòng ngừa, thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng bằng nước sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối, tiêm vaccine phòng cúm cho trẻ em từ 6 tháng tuổi. Trẻ lớn cần tiêm vaccine cúm nhắc lại hàng năm để duy trì khả năng bảo vệ trước sự biến đổi bất thường của các chủng cúm. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1977, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, 17 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Để sản xuất nhanh với số lượng lớn, đầu tháng 2 năm 2020, Quỳnh đã sử dụng cồn công nghiệp methanol để pha chế rượu bán ra thị trường với thương hiệu đất lúa. Ngày 4 tháng 4 năm 2020, tại khu nhà trọ ở Hà Nội, một số người tổ chức ăn và uống rượu được sản xuất từ cơ sở sản xuất rượu bia đất lúa, sau đó bị nôn mửa và 3 người đã tử vong. Kết quả điều tra cho thấy rượu được mua từ cơ sở sản xuất của Quỳnh. Theo lời khai của Quỳnh, ông đã dùng cồn không rõ nguồn gốc để pha chế rượu bán ra thị trường. Ngày 25 tháng 3 năm 2021, quá trình điều tra, Quỳnh khai đã sử dụng cồn không rõ nguồn gốc để pha chế rượu bán ra thị trường. Hậu quả đã gây tử vong cho 3 người sử dụng và gây ngộ độc cho 9 người khác. Giới chức bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ cho biết ít nhất 28 người đã tử vong và 60 người khác phải điều trị do ngộ độc rượu. Theo quan chức địa phương, bang Gujarat là bang có quy định cấm sản xuất, bán và tiêu thụ rượu. Hiện cảnh sát đang xác định xem hóa chất nào được sử dụng để pha chế rượu. Tình trạng tử vong vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ khá phổ biến do người nghèo không đủ tiền mua được rượu có nhãn hiệu, được cấp phép bán trong các cửa hàng do chính phủ điều hành. Lãnh đạo của cơ quan vũ trụ Nga ngày 26 tháng 7 tuyên bố sẽ rút khỏi dự án trạm vũ trụ quốc tế ISS từ năm 2025 và sẽ xây dựng trạm không gian riêng cho mình. Động thái trên sẽ chấm dứt hơn 2 thập kỷ hợp tác trong không gian giữa Mỹ và Nga. Hai quốc gia cùng xây dựng và vận hành trạm quốc tế ISS từ sau chiến tranh lạnh. Trước đó, cơ quan vũ trụ Liên bang Nga đã chia sẻ bản phác thảo về trạm dịch vụ quỹ đạo của Nga mang tên là ROS, gồm 4 module và một nền tảng bảo trì tàu vũ trụ. Nó được thiết kế để tiếp đón phi hành đoàn từ 2 đến 4 người. Trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng do nắng nóng như đổ lửa và lượng mưa thấp, giới chức Pháp đang yêu cầu các địa phương hạn chế sử dụng nước. Theo đó, trong ngày 26 tháng 7, tổng cộng 90 trong số 96 tỉnh ở nước này đã phải hạn chế sử dụng nước. Tại nhiều nơi đã xuất hiện tình trạng thiếu nguồn cung. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp, trong năm nay, nước này đã phải trải qua mùa xuân thứ 3 khô hạn nhất, với lượng mưa giảm 45% so với mức trung bình. Theo các dữ liệu thu thập được, sông băng trên dãy Alps ở châu Âu đang trên đà giảm khối lượng lớn nhất trong ít nhất 60 năm. Theo số liệu, tuyết rơi tương đối ít vào mùa đông năm ngoái ở Alps trước khi hai đợt nắng nóng hoành hành vào mùa hè năm nay đe dọa đến các sông băng ở trên đó. Tại dãy Alps, nhiệt độ đang tăng khoảng 0,3 độ C mỗi thập kỷ, gấp đôi mức trung bình toàn cầu.
Nếu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng, các sông băng ở Alps dự kiến sẽ mất khoảng 80% khối lượng vào năm 2100. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị có thể gửi các thông tin mới nhất cho chúng tôi qua địa chỉ fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 hoặc email thoisuhi@gmail.com. Các bạn có thể xem lại bản tin trên qua các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức 24/7, TikTok Hưng Yên.